Cô Bảy Bánh Xèo thông báo là Việt kiều Pháp là phương gia về nước với một cái không khí là hân hoan tưng bừng, là một cái nghệ sĩ lớn, một cái Việt kiều lớn về lần này sẽ là làm thủ tục để bảo lãnh cả cái gia đình cô sáu chú bảy, rồi những người mà thương yêu và cô sáu trong suốt thời gian qua sẽ định cư ở bên trời Âu nha. Chúng ta cùng nghe cô Bảy Bánh Xèo chia sẻ cô chú anh chị rất là vui nha. Kỳ này Hồng Phượng bảo lãnh gia đình về 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 bển luôn nha. Đi Pháp luôn à? Định cư luôn đó cả nhà ơi. Định cư Pháp luôn. Định cư Pháp luôn. Nói chuyện là sao nghe nó dễ đi nước ngoài sao dễ giống như đi chợ quá trời. Hả? Trời ơi, người ta Việt kiều lớn đó nha. Đó. Bảo lãnh gia đình đi hưởng nước Rồi rồi. Chơi mà sao? Đó. Thì nãy cũng có trò chuyện với Hồng Phượng rồi. Hồng Phượng nói ở bên nước ngoài rất là buồn, không phải giống như Việt Nam mình đâu. Vui vẻ ở đâu ăn uống hay là ở đâu làm cái gì cũng dễ. Ở nước ngoài thì sống đâu quen đó. Mọi người nhớ ủng hộ quán bún. Dạ. Cỡ khoảng 5 giờ, 6 giờ, năm mấy gì đó. Hồng Phượng với mới từ Pháp về cũng ghé ủng hộ cho cô Việt Kiều, Việt Kiều Pháp. Hổng dài trên thì đó là cái lời nói của cô Bảy của chú chị, nhưng mà thật chất ra trong cái lời nói này vừa nói chơi mà vừa nói thật cô chú chị. Chúng ta thừa biết rằng cái con ve này nó rất mong muốn được sang trời Âu để định cư ở bên đó để lấy cái level là Việt kiều ha, Việt kiều Pháp cô chú chị. Thì cái chuyến đi của con ve thì cộng đồng mạng cũng biết rồi, cái mục đích của nó đi qua bên đó là cái thứ nhất để thu thôi, là tìm kiếm cái chữ ký của cậu năm của ve ngày trước năm 1990, 92, 94 để về để làm cái giám định chữ ký. Cái đó là cái chuyến đi, cái mục đích nó là thứ nhất. Cái mục đích thứ hai là qua bên đó gặp gỡ ông Sạc Pin để tìm hiểu và cũng như là làm cách nào để được sang định cư ở bên trời Âu của chú anh chị. Cái mục đích của họ rất là rõ ràng là muốn sang định cư bên trời Âu để trốn tránh đi cái việc sao kê, trốn tránh đi cái vụ kiện này. Thì cô chú chị biết là cái vụ kiện này họ thừa biết rằng là họ thua kiện 100%, nhưng mà vì cái sự diện, vì cái ganh ăn tức ở cho nên là họ làm. Và khi mà họ làm cho nó banh chành lên, nó gừng gan lên thì bây giờ họ muốn dừng lại dừng cũng không được, tại vì cạn tàu ráo máng, giống như là cô Sáu từng nói, đối với cô Sáu và Loan Mớm bây giờ là cạn tàu ráo máng. Một là mày vô khám ở, hai là cô Sáu sẽ vô. Nhưng mà tình thế hiện nay thì thấy bên cô Sáu thất thế rất là nhiều ha, mặc dù chúng ta thấy là mấy ngày trước thì Hồng Loan cũng lên ông giáo làm việc với cái giấy triệu tập của cơ quan chức năng vì cái đơn thư tố cáo tố giác là Loan Mớm có khả năng liên quan đến vấn đề cô Sáu mất tiền là 8 triệu và 200 USD. Đó, cô Sáu tìm bằng mọi cách để hại để là coi như là cho Hồng Loan là thân bại danh liệt cô chú anh chị ha. Nhưng liệu chăng gần với những cái mưu đồ đó thì không bao giờ đạt được những cái mục đích giống như là những gì cô Sáu mong muốn. Cho nên cô Sáu mới cử em Gia đi qua bên Pháp. Cái câu chuyện mà qua bên đó biểu diễn, hát ở phòng trà hoặc là những cái câu lạc bộ giao lưu á, thì cái đó là cái bề nổi thôi. Còn cái mục đích của họ là cái mục đích của họ là cái sâu xa hơn. Đó. Cái mục đích của họ là nó sâu xa hơn cô chú chị. Cho nên về chuyến này về bất ngờ thì cái clip trước Biên Mập đã nói rồi, khả năng là ông giáo mời rất là cao vì liên quan đến những cái chứng cứ mà tuồn cho cái nhà báo 20K cũng như là cũng có thể những cái đơn thư của Loan Mớm cô chú chị nha. Nhiều cái tình tiết mà về nó sẽ được phơi bày
trong những ngày sắp tới, Biêu Mập sẽ tiếp tục cập nhật để cô chú chị theo dõi cho nó sát sao và phơi bày cái câu chuyện của mẹ con gia này cô chú chị. Không đơn giản mà tự nhiên đi về liền như vậy, và cũng không đơn giản mà tự nhiên qua bên đó hát 2-3 cái live show ở những cái phòng trà xong về. Đều có nguyên nhân, đều có lý do và cái mục đích sâu xa. Kế hoạch của mẹ con bà Sáu ghê gớm lắm chứ không phải đơn giản cô chú chị. Biêu Mập xin kính chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú chị trong cái video sau.